Yo anh em, và welcome anh em back to channel của CZ. Yếu nhẹ. Hẹn gặp lại anh em sau với chuỗi thua này nhé. Bye bye. A few moments later. Hai anh em để mình ngồi sau chuyện thu. Giờ mình đang chưa có tướng gì lắm. Chưa chưa gì nổi bật. Ôi sách thánh à. Red luôn này, Red sớm nhỉ. Ám hoàng à, có cần làm gì hôm nay mà có sách thánh rồi khả năng cho lũ ám hoàng này vào được ta. Không phải thương kia bạn kia bế mình lên cũng được nhé. Chấp nhận bị bế lên được. Có cái điểm cho nó, mà chắc nó xây được một bạn. Ôi ôi, còn thế này nữa anh em ơi. Mịn màng thế nhỉ. Mon hai tên này phải lên 2 này. Hai tên này phải lên 2 anh em ơi. Hai thương bắt đáy à. Voi tất cả không lấy hết đấy. Mình sẽ giữ một con Floyd vào đây đi. Bắt đáy vào đây đi. Thương nó sẽ bắt vào con kia thôi, nó sẽ tha cho con ấy của mình. Mình sẽ tha cho con Hayate của mình. Thôi mình bán một trong hai này đi, bán thần. Giữ bán thần lại. Chắc không thấy được hết rồi anh em ơi. Ô thấy được hết này. Ồ ghê. Ghê vậy sao? Ô bán thần. Nhắc mình gì cả. Mình không tanh được lên trên một chút. Quillen này cho nó bay đi nhé. Bến Quillen đi cũng được. Quên bán thần này đó. Ba thú. Bốn thú mới chơi được anh em ơi. Bốn thú mình kèm Vera, kèm con gì đó dài nít được. Trận này khá nhiều bạn anh Yon này. Nhớ vũ thông tàn là sao ấy. Ai ạ, em vũ thông tàn. Bạn này cả vũ thông tàn cả ấy này. Khỏe đấy nhỉ. Vũ thông tàn cả hai cái với phút đông tàn, một cái sách thánh. Gớm.
Không biết quá. Dancing on the wooden mirror, wooden doors, and when we stay. Con này còn liềm em ơi. Ui không kịp. Đang mẫn một cái thương mắt giữa thôi em ơi, mấy thương mắt giữa thôi, để này tiếp nhé. Ngon thế nhỉ, này cho floor đi, mình cho 2T. Hoàng lên hai con rồi. Lầu đây đi. Vẫn một thương bắt kia thôi. Nó gắt mình cả. Tay xuống đấy à, floor xiên anh em ơi. Có không xiên à. Ui, bên kia xảy đau hết. Mình đang không có Noman đâu anh em ơi. Bỏ nhẹ cái Noman để lấy thêm bán thần. Tăng lên đến đồ thủ một chút. Nhưng mà đồ thủ đi. Cái đồ này xấu như nhau mình. T2 Nga cót à. Cũng không cần lắm nhỉ. Nhưng mà cũng nhiều mana. Đồ đánh Nga cót cũng được. Nhưng mà cần một cái thương mới đánh con rồng. Cân nhắc anh em. Trận này cũng nhiều do nên là khả năng đánh Nakot cũng phải ý tưởng mà nó là tồi. Nakot ok. Song about our childhood friend. Thì nữa mình cho Ngọc Đại ăn quét này. Thêm một vòng nữa đi. Cho quét vào bây giờ bật 4 mặt này đi cũng hơi tiếc. Mà giữ floor. Chúng không có gì để giữ lắm. Đây 8 đã, lên 8 thì sao. Bán thần cần giữ không nhỉ. Chưa đủ 4 thú mà anh em. Thường bắt bài kia thôi. Hai thương bắt đáy chưa? Mà gì? Ui, nào còn đen điên ấy. Tụi đen ulti. Cần nhé.
Eo. Nốt vòng đi, không vội đâu. Không vội. Bán hết đi cho thú vào những cũng được ấy, nhưng mà chẳng chưa có đủ 4 thú. Nốt vòng nhé. Mình lắp đồ sang cho Teo. Con Nacot này thừa nhỉ? Tại mình chắc lại không định chơi Nacot lắm, ngoại trừ khi bây giờ ra thương phát đán Darcy đi mua Nacot về. Không cho đán Nacot thôi nhé. Xem ra thương không thôi. Hai thầy thằng sao? Chúng ta lên Maluk 3, phong cắt 3 gì đấy nhá. Làm một tí phong cắt 3 được anh em ơi. Chơi cẩn thận thì chúng ta sẽ đập lên keo 2 rồi mang lốc 2 các thứ luôn. Mình nghĩ thế, chơi cẩn thận quá. Không cần nắm tắt. Chơi đủ thú á. Keo 2 luôn, uy tín ghê. Chứ kích được phù thủy em ơi, vẫn đang thiếu một con phù thủy kia. Thêm ở đây đi. Ngon cần đấy. Hay thì thằng sao em hay lên con Teo 3 sớm nhưng làm clip với nó nhỉ. Thương bắt đáy thôi, thương mày bắt đáy bên này nhưng không sao đâu. Bắt đáy. Hay là gì đó. Lên thôi em ơi. Maluk chơi này Maluk à? Con cắt thành 8 con. Lại ra thánh đồ à? Lên Teo 2 mất rồi. Hay lên Q3 nhở? Thử đi. Thử tí chết ai đúng không? Tặng crack đi, mới cho ai. Làm một con quy được anh em ơi. Quy xong rồi cái này cho con Vera. Bánh ba ma tộc. Teo này tí mình bán đi cũng được. Teo này cầm máu không? Nãy ngầm quy này khả năng. Lên được Q3 nhỉ? Mình cũng chưa lên Q3 lần nào đâu em ơi. Tò mò không biết dư vị của Q3 thế nào. Công ty phát nào đẹp nào. Không được rồi. Các hài khỏe quá. Biết giấc mục Q3 được không em. Ủa mà quên mất trận này nhiều bạn đánh Yon quá. Nhiều bạn đánh Yon này. Sao mà đủ quy cho mình nhỉ. Hơi dở ta. Không có đủ phù thủy mà. Thêm góc này đi. Đập con thê lên hơi phí em ơi, mình đang chưa biết mình đánh gì. Thêm 3 à. Ê mà nếu mà pha sau mà thua là khả năng mình sẽ đổi một chút nhé. Tại 55 máu không phải là quá nhiều để mình ước mơ xa vời lắm. Kiểu mà đánh nhá. Ui. Teo ulti thẳng luôn. Ui ulti chéo rồi. Nó bổ ra 2 phát thì nó con Teo mình ngất. Trông không ổn rồi.
này bổ nhiều quá. Ăn pháo này, ăn chưa ăn pháo này. Trông như kiểu bạn này 6 thánh đồ ấy nhỉ. Hai thánh đồ. Great. Nó có một trận này thêm sớm. Chúng bạn ấy nhiều nhiều cái sớm quá. Ui đến biết còn bao nhiêu. Đại ca ơi. Malok. Cần một con Malok 2 sớm nhỉ. Tanh nhau là tim. Malok không ai lấy này anh em ơi. Nốt vòng đi, không vội đâu. Tin tưởng vào đội hình một tí. Con cát xuống đây là ăn choáng này. Thêm bổ một phát này. Không bổ được rồi, thôi xong. Bàn này khó quá. Ui, ulti đẹp thế. Xenel ulti hồi máu này. Ok, vẫn cân được em. Cân hơi điêu nhưng mà vẫn cân được, không hiểu tại sao. Cầm máu tốt. Cắt 3 thì bao nhiêu? 6 con cắt. Mình cần cầm bao nhiêu? 5 con à? Xa xôi quá, xa vời quá. Hay đập lên con cát hai chứ hai con cát nhỉ? Nghĩ quá. Làm sẽ đập con Malok sớm đi. Thên chắc chắn bỏ này. Để chắc mình không chơi thên được, mình lên cái thẻ thánh đồ kia rồi, mình không muốn chơi thên lắm. Bạn này chắc cũng chơi đâu. Xong rồi thêm một tướng nữa, mình thêm con Malok 2 vào nhá. Malok 2 vào yên tâm một tí, nó đập lên Malok 3 nó cũng chiêu chiêu thôi. Con cát đập lên con cát 2, 42 máu. Trời cần... ui lại ra một cái này. Khi nào cho mình con Malok 3 luôn không? 6 con quy anh em ơi. Ta nên chơi không nhỉ? Đập Malok trước nhá. Đại. Bên đồ tay nhon teo này. Quét nộ đẹp này. Mày là bởi đánh thường là chết. Ok. Này bỏ này. PC bỏ hơi tiếp. Thì sớm mới ra thương em ơi, bây giờ lấy con rồng được không? Ba con rồng. Bỏ. Hai sách thánh này. Không chơi thêm anh em ơi. Hết tiền. Phát sau nhá. Nghĩ này vẫn tăng được một lúc. Một cái thẻ sao nữa là thôi lên Malok 3 này. Cần thì làm nó lên Malok 3 sớm một chút nữa. Thế này hơi căng nha. Thế này nhảy nó luôn. Sao liềm mình lại cho con này, cái này cho con kia nhỉ? Mình cho con Malok cái hồi máu mà mình cho liềm nó teo chứ. Đừng lên xa anh em ơi. Sao nó lại có Malok 3 trận này vậy? Dù mong ước của mình là nhiều hơn thế cơ nhưng mà chắc cũng không được rồi. Hết tiền nhưng mà hết tiền nữa. Tiền nong là một cái vấn đề. Ô con cát này.
lights is fleeting. Darkness is forever. Who wants to? What is this? Victory. Time for work. Water. This is hết tiền anh em ơi, chết dở rồi. Ai lại còn hết tiền nữa. Ai quên mất đấy, trời ơi. Mất truy hồn nhưng mà con cát mình cũng không chơi được, con cát mình không có ấy nhở. Nó nhảy được một phát nữa này. Ok, mà nó nhảy được một phát nữa này. Ui, nhảy được không ta? Ôi thôi đi rồi anh em ơi. Ui, bao nhiêu giấc mơ. Tiếc thế, cho thêm mình con quy này vào là cũng điên đầu với con rồng này, điên đầu với nó đấy. Tiếc thế. Ai trời ơi. Còn mắt lúc 3 của mình nữa. Ở đấy thì đập lên phong cắt 2 cũng được, nhưng mà tính liều một tí. Tính liều một tí thôi anh em ơi. Anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Em xem clip mình thì đừng học mình nhá. Đừng học cái trò chờ máu ba của mình nhá, em cứ đập lên vòng cắt 2 sớm thôi. Đây, em bán teo không kịp, bán teo mình bán gì nhỉ? Em không đủ tiền nhỉ? Biết. Ó, vậy thôi. Bye bye anh em.